Fire from BC coming to Calgary. Look at that sky. The dark look like amazing. You can see freaking thingies. Look at that. Ooh, my God, smell of smoky. Very strong. Look at that. Ooh. Oh, very bad. Oh my gosh. Ooh, we can see freaking thingies. Look at the smoke. Yellow leaf already, man, just August. Oh, này là khói này là của trái rừng ở bên tỉnh BC á, British Columbia, bên cách đây khoảng 3.000 cây số. Coi là khói nó bay qua thành phố của mình ở là đông nghẹt, như là mờ mịt luôn. Là làm cho cây nó trở lên màu vàng luôn đó. Nó tưởng là mùa thu tới cho nên nó mới giữa tháng 6 cái giữa tháng 8 là giữa mùa hè, mà vẫn cây cối cái chuyển màu tưởng là mùa thu tới để sợ rồi không thấy gì hết. Nghĩa là bị cháy bên BC mà khói nó qua đây nè, bịch trời luôn. Quá tệ hại cho về bác, nghĩa là 100% ở thành phố của bên BC coi ánh sáng mặt trời nè. Các bạn coi nè, không thấy rõ ánh sáng mặt trời luôn nè.